Trang xin kính chào khán giả của đài SD957.11. Một Tết đã qua rồi, nhưng mà ai cũng rộn ràng và cũng chưa ngưng rộn ràng, tại vì mùa lễ tình yêu đang đến rất rất là gần. Kim Trang hôm nay đứng đây cùng các bạn sẽ tản mạn về vấn đề tình yêu. Tình yêu là gì? Trong cuộc sống mà không có tình yêu thì thật là vô nghĩa. Yêu nó mang lại tất cả những cái gì đẹp nhất, mang lại tất cả những cái gì mà làm cho chúng ta cảm thấy, nghĩ tới thôi là mặt ai cũng sáng bừng bừng. Vâng, rộn ràng ngày lễ tình yêu, hoa hồng trao tặng một ngày chiều xuân, những đôi trai gái tình nồng bên cầu hẹn ước, thỏa mong lời thề. Cuộc sống chúng ta nếu mà có được tình yêu đích thực, trung thực thì là vấn đề không hề đơn giản. Vậy muốn có tình yêu trong ngày lễ tình nhân như thế nào, và ước muốn trong ngày lễ tình yêu của tất cả các bạn đây, mỗi người một ý, được chia sẻ như thế nào trước khi tản mạn về vấn đề lễ tình yêu, gọi là Happy Valentine. Kim Trang xin Ashley gửi lời chào đến khán giả. Ivy xin kính chào quý khán giả của đài SET 57.11. Vâng, người này tên là Ivy, là một người bạn rất là dễ thương. Hôm nay mời đến đây rất là rung. Thành ra mà không có rung lên đây, có tất cả các bạn là đều giúp đỡ, là gọi là special guest. Bên này cũng có một special là đến đây là người bạn rất là chân quý, là gọi cả 6 tháng trước, hôm nay mới chuẩn bị tinh thần được. Vậy thì May gửi lời chào đến khán giả. May kính chào khán giả SET. Vâng, and Chimonwan. Chimonwan xin kính gửi lời chào đến khán giả của đài SET 57.11. And cảm ơn Kim Trang, và Ashley xin gửi lời chào thân thương nhất đến khán quý giả của đài SET đang xem chương trình Kim Trang Show với chủ đề Valentine. Valentine thì muôn màu muôn vẻ ở đằng sau. Hôm nay tất cả khán giả thấy Kim Trang để cái background rất là đẹp, có một đôi tình nhân cầm cái dù rất là xinh, và chắc chắn rằng là trong cuộc đời chúng ta điều cần nhất không phải là tiền mà là tình yêu. Kim Trang nghĩ là như thế, rồi bắt đầu mới tới những vấn đề khác. Vậy thì Valentine là ngày gì? Áp đi cho mọi người biết được không? Được chứ Kim Trang. Thì cái Valentine Day nó cũng gọi là ngày lễ tình nhân và cũng là lễ tình yêu. Thì cái ngày này nó tượng trưng cho những cặp đôi yên ương đang yêu nhau thắm thiết đó. Yêu giống như là May ấy. Valentine, May rất là thích ngày lễ này, và May ước điều gì cho Valentine ạ? Ước để cho ông xã mua nhiều quà cho. Yes, you're right. Chứ không phải là bao nhiêu tiền của ông xã nó vào nhà băng mình muốn mua gì mua xạo. Cái đó nếu mà ông xã mua cho thì nó special hơn. Right, vậy thì Chimon có nhớ Valentine thường thường hay vào ngày nào không? Valentine nó fall vào tháng 2 ngày 14. À hả, vậy thì trong Valentine thì Chimon thường thường thích làm gì nhất? Valentine thì cũng giống như chị May, mình cũng thích được tặng nhiều quà. Vậy thì quà tặng của ngày Valentine, nhất là Ivy mới vô, Ivy thích nhất là gì? Ivy thích nhất là ngày đó là có một bình hoa. Hoa hồng. Đơn giản quá ha. Thế đó đơn giản rồi. Cặp bạn, couple đi cái dinner. Được những cái nhẫn bự nữa. Ivy có những bự rồi. Bự hơn. Vậy là các bạn bè xung quanh. Vậy là Ivy rất là dễ thương. Ivy chỉ cần một cái bông hồng thật là đẹp, bên cạnh có 4-5 người bạn xung quanh để mà cùng trò chuyện. Vậy thì Ashley ơi, Ashley cho mọi người biết rằng là ước nguyện trong lễ tình nhân của bạn là gì? Ước nguyện trong lễ tình nhân của Ashley á hả? Thì cũng là đó, là coi như mình muốn là ngồi ăn bên cạnh của người yêu nè, nói chuyện romantic một chút, và cũng có tặng chút quà nha. Phải có bình bông hồng thật là lớn, nhưng mà hai người tản mạn với nhau, coi như là mình nói chuyện về tình yêu, về cái cuộc sống của mình đã trải qua bao lâu rồi đó, để cho nó lãng mạn, nó romantic một chút, và nhớ tặng một cái quà để trên bàn cho Ashley. Tức là BMW hay là đây mình quà, cái xe nữa, cái xe mới trên, muốn xe mới hơn. Xe không để trên bàn được Kim Trang ơi, phải có cái diamond. Vậy thì Kim Trang nghĩ rằng là những điều thầm kín của Chim On On, nhất là khi
đi bên cạnh người mình rất là yêu thương. Chị muốn anh thổ lộ điều gì, nói những lời yêu thương hay là muốn gì cho cuộc đời sau này của mình? Kim Trang ơi, thường là mình action thôi, không có cần thổ lộ. Điều rách quá. Chị muốn anh nói là action ha. Nhiều lúc nhiều người nói không nhưng mà không có làm. Mình làm luôn thực tế. Giống như là dịnh Trang cho một nụ hôn là nhẹ nhẹ. Đó, mình người ta cũng biết là mình thích người ta rồi, không cần phải nói anh thương em, anh yêu em, anh nên không làm gì hết. Chị Quang Anh quá dễ thương, chỉ cần thích một nụ hôn nhẹ nhẹ cộng thêm chiếc xe Mercedes 2020 chứ. Hình như chiếc xe đã được mãn nguyện rồi đó. Bây giờ còn lại cái nụ hôn thôi. Còn là một cái nụ hôn gọi là nụ hôn nồng cháy cuộc đời của chúng ta. Nói chung là tất cả khán giả đang ở dưới xem đài chắc cũng thấy rất là buồn cười và dễ thương, tại vì các bạn của Trang thật tình lắm. Có sao nói vậy người ơi, muốn gì nói đấy. Nó không giống như là những cái chiều sâu của những người con gái Việt Nam mới qua. Bên trong không nói, bên ngoài thì nhỏ nhẹ, mà bên trong muốn thì nhiều. Còn bạn của Kim Trang bên ngoài muốn thì nhiều, nhưng mà bên trong có hết rồi. Cuộc sống là thế. Vậy thì cũng như rằng một câu thơ thế này: bên anh em cảm thấy ngây ngất, môi lồng môi thắm, tình say đắm tình, quyện vào tim đập rin rin, hai ta hòa một, ân tình xuyến sao. Wow. Con gái chúng ta ai cũng thích lãng mạn cả, phải không? Tại vì Trang không biết rằng là quý vị ở dưới nghĩ như thế nào, nhưng mà tất cả con gái phụ nữ của chúng em bao giờ cũng thích điều đầu tiên là sự quan tâm của người đàn ông. Đúng vậy. Cái thứ hai là phải có một chút lãng mạn, đừng có đi làm đưa hết tiền về cho vợ rồi mà quên ngắt một cành hoa để mà trên bàn hay là trên đầu giường tặng vợ. Sometimes cái cuộc sống của mình nó quá xô bồ, nó quá nhiều thứ quá mà chúng ta quên mất sự lãng mạn của tình vợ chồng. Vậy May chia sẻ đi, tình vợ chồng May hay làm gì trong ngày khi mà cảm hâm nóng lại tình cảm của mình? Sometimes mình cũng đâu cần phải có Valentine mình mới làm. Every day is her Valentine. Valentine can mình do every day. Okay. Vậy May bày tỏ cho khán giả biết May thường làm cái gì? Như vậy đúng không? Xã lại đi làm về mình có something secret, you know. Tại vì nếu mà không có ai ở nhà thì mình vô phòng mình get ready, he đến là mình surprise him. Surprise với gì lại BB May? Vậy là Trang biết là Chim One One có cái này rất là hay nè. Thường Trang thấy thường người đàn bà rất là sexy. Vậy thì Chim One One kể cho mọi người biết bí quyết sexy của người phụ nữ là gì nhỉ? Kim Trang thấy có vẻ hơi tò mò. Sexy của người phụ nữ cũng nhiều khía cạnh khác nhau. Không phải là mình expo đó, mình là sexy. Kính hả? Sometimes mình just nói chuyện thôi, là đúng làm vậy. Một chút xíu cái gì mình làm nó cũng lên. Vậy thì còn Ivy nghĩ làm sao với người yêu của mình trong ngày Valentine hoặc là trong suốt cuộc đời, bạn ước điều gì? Mình thì mình chỉ ước là mỗi ngày cứ nấu ăn để lên bàn. À, trời ơi. người vợ tốt người thích ăn là cái đó là cái bí quyết. Nấu Ivy muốn phụ nữ. Muốn người đó nấu ăn để trên bàn cho Ivy. Ivy nấu ăn đây đó mọi người. Ivy quá dễ thương, tức là như vậy là mình biết Valentine có can I be your Valentine. Thích ăn lắm. Ivy rất là dễ thương. Một điều ước không phải là ước cho mình mà lại là ước cho chàng. Chàng mà có nghe thấy nhớ phải yêu nàng hơn, tại vì nàng không ước gì, chỉ có ước mỗi ngày nấu ăn, được nấu ăn để trên bàn cho chàng, thì cái đấy gọi rằng là quý hóa vô cùng. Ivy làm nghề rất là khôn để lấy lòng anh chàng, cứ là anh chàng thương yêu suốt đời thôi. Người ta nói là muốn chiếm người đàn ông không có gì bằng là chiếm cái bao tử. Đúng. Cái bao tử. Cái bao tử. Cái bao tử bắt đầu nó chéo chéo lên trái tim. Đó, thật ra là Trang để ý có những người vợ ở nhà nấu ăn rất là ngon, chồng đi ra ngoài không muốn ăn gì hết, tối ngày chỉ nghĩ là thôi ta chờ ta về ăn với vợ tao, tại vì vợ ở nhà nấu ngon hơn, không có bột ngọt, không có đồ nêm nếm mà gọi là extra, những cái đồ mà gọi là
làm cho cơ thể nó xấu đi. Vâng, Kim Trang và tất cả mọi người sẽ trở lại với tất cả khán giả của đài sau các nhà bảo trợ. Thank you. Yes, Kim Trang trở lại với khán giả của đài, tiếp tục đề tài Valentine. Valentine là một màu đỏ, là một màu tình yêu rất rất là nồng. Một cái màu sắc mà gọi là người đàn ông nhìn vô là bao giờ người ta cũng nói rằng là thích nhất màu đỏ, son đỏ, áo đỏ, quốc đỏ. Đồ bên trong, đồ bên ngoài cũng màu đỏ. Thì thật ra là hôm nay Kim Trang với tất cả các bạn ở đây đều mặc màu đỏ, background cũng màu đỏ, để nói rằng là cái Valentine nó rất là quan trọng và nó rất là ý nghĩa cho những người đang yêu, đã yêu và sắp sửa yêu. Vậy thì Valentine đến rồi, những người ở bên ngoài mà chưa có tình yêu thì rất là đang cô đơn. Vậy thì Chimonan ơi, những người cô đơn đấy có nên tạo cho mình một cơ hội để mang cho mình đến một tình yêu khi mà mùa Valentine sắp sửa tới không? Tình yêu mà Kim Trang mình không có rush được, đâu có tạo được mới có tình yêu. Sau lúc mà nếu mà mình còn độc thân thì cái ngày Valentine thì mình tự đi mua đồ cho mình thôi. Tự quá dễ cho mình, tự thưởng cho mình. Tức là khi các bạn đang cô đơn, nếu mà quý vị Trang nói như vậy, tại vì có rất là nhiều người ngoài hay than sắp tới một tình yêu rồi, tôi không có bồ, thì sẵn Chim Oan nói một câu rất là hay. Mình tự thưởng mình. Đúng vậy. Mình hãy làm những gì mình thích. Đi những nơi mình muốn và học những gì mình cần. Thì những cái đó nó cũng giống như một cái tình yêu mà cho riêng bản thân mình. Ngoài ra, bạn có thể làm một cái gì trong vấn đề mà gọi là mùa Valentine sắp tới không? Ashley trả lời chứ. Ashley trả lời đi, bạn nghĩ làm sao? Giống như người ta tạo cho mình thêm một cơ hội khác là gì? Tạo một cơ hội khác à? Giống như là mình có thể là Kim Trang nói là những người đang cô đơn á hả? Yeah. Thì mình có thể nhảy lên social media nè, Facebook nè, để mình tìm kiếm bạn. Có thể mình có thể tìm được một anh chàng trên đó đó nha. Biết đâu bên đấy nó cũng đang cô đơn. Hai bên cô đơn gặp nhau trong đúng ngày tình nhân thì là một kỷ niệm thật là tuyệt vời. Cuộc sống bên này nó cũng đỡ hơn hồi xưa, là cho ta có cái sự giao kết, không cần phải mai mối, không cần phải nhờ vả. Chúng ta cứ lên đấy đọc thật kỹ rồi sau đó chúng ta nói chuyện rồi từ từ và tìm hiểu. Biết đâu chúng ta sẽ lại tìm được một nửa cho mình. Vậy thì bạn có tin tình yêu trên Facebook không hả May? Tình yêu trên Facebook thì có lẽ có lẽ có và nếu mình phải kiếm like face to face afterward, you know. I see. Yeah. Tức là bạn của Trang, mọi người nói là cũng có lẽ và cũng có thể, không có gì mà không xảy ra vậy. Vậy thì những lời lãng mạn nhất ở trong Valentine thì Ivy biết người này lãng mạn lắm này, thích nấu ăn cho chồng rồi đây. Còn bây giờ Ivy muốn là những cái chỗ mà lãng mạn dành cho đôi tình nhân, Ivy là đừng có nói là ở nhà nhé. Không, mấy cái nhà tính đi đâu, tính đi đâu. Giống như Metro. Đó, đi Blue Chris hoặc là đi những đi Orange Hill. Đi cái đồi, những cái chỗ mà lãng mạn là những cái chỗ như vậy. Chàng nghĩ đúng đấy, hồi xưa mình yêu nhau, chàng lúc nào cũng dẫn mình lên núi hay xuống biển, ngắm trăng, ngắm sao, ăn bao nhiêu cũng không có tiếc, tại vì mang lại cho mình cái chỗ lãng mạn nhất. Ashley nhớ bên Việt Nam lãng mạn nhất á là thí dụ cái ngày lễ đó hay là ngày tình yêu gì đó, hai người trốn vô rạp chiếu phim đó, coi rồi hú hí. rồi xong hú hí, trao cho nhau một cách tình yêu rất là dễ thương. Vậy thì nồng nàn nồng cháy. Vậy thì trong ngày lễ Valentine tình yêu này, khi chúng ta có một người bạn mà chúng ta cảm thấy rất là mến, rất là muốn tỏ tình, thì theo Chim Oan Oan hay May, hai bạn nghĩ rằng là, hay các bạn nghĩ có nên tỏ tình trong cái ngày đấy không? Cũng rất là good timing đó. Tại vì bình thường mình rất là nhát, thì ngay ngày tình nhân mình phải thổ lộ liền. Kim Trang à, anh không chấp nhận khóc hay là chấp nhận cũng là mình phải chịu, nhưng mà Ashley nên nghĩ mình nên thổ lộ. Rồi còn May nghĩ sao? Để Chim Oan Oan nói trước đi. Chim Oan đang suy nghĩ. Với Chim Oan Oan, mình thấy là đàn ông nên thổ lộ hơn. Even of right now, năm 2020 rồi, mình cũng nên thổ lộ. Nhưng mà đối với Chim Oan Oan, mình cũng muốn là người đàn ông tỏ ra thổ lộ với mình.
hơn là I make a move. Chim Oanh không có thích make a move nếu mà chàng không thổ lộ ok, pass. À, I see Chim Oanh giữ cái thể diện của mình. If you don't love me, you don't thổ lộ với me, ok, I waiting. No, thí dụ mình cảm thấy cái người đó thích mình mà, cái người đó nhát thì mình cũng phải nên thổ lộ cái như đó. Rồi, không đúng rồi, thổ lộ nhưng mà mình cho một cái signal nào đó. Đúng rồi. Yeah. Nếu mà người đó là người tốt. Nếu mà người đó không dám thì người ta nói là người đàn ông, người ta nói là người đàn ông đâu có sao đâu, gian dối miệng lưới dẻo lắm, còn người đàn ông tốt không biết miệng đúng lưới vậy. Thấy chưa, thành ra những người nào mình thấy tốt hay là thấy gì, why not, tại sao người đàn ông đi ra ngoài thấy gái đẹp thấy gái tốt người ta tấn công liền, doesn't matter, cứ cua trước rồi bắt đầu lược ra, who là vợ của mình. Thế tại sao đàn ông tốt ở ngoài mình không có cơ hội đó chứ? Nói cũng đúng ha, để mình dịch suy nghĩ lại. Nếu mà chim pass qua coi chừng hối hận. Hối hận. Mọi người rất là tốt mà thầm lặng không biết nhiều lần ngập ngừng muốn ngó ý. Còn biết yêu đương không? Còn một người thì cứ gào thét lên, lúc nào cũng nói rằng là người nào cũng khờ rét lên cái gì như baby I love you, I love you. Chỉ ca một bài hát thôi, thành ra nó cũng rất là khó. Đôi lúc cái thổ lộ của một cái tình yêu là cũng theo một cái thói quen, đúng không? Cái người nào mà càng kinh nghiệm càng dễ thổ lộ. Đó chưa? Chắc mình không có nhiều kinh nghiệm rồi. Còn đây, một chút vui để cho khán giả ở dưới nghe được có một chút xíu nụ cười trong khi giờ mệt mỏi đi làm về hoặc là đang nghỉ ngơi, có một chút nụ cười sometimes có thể Kim Trang sâu vào các bạn nói đúng nhưng có thể không đúng theo cái ý của bạn, thì trăm người mười ý ở dưới bắt được phần nào thì cứ làm theo phần ấy. Vậy thì còn Chim Oanh ơi, trong tình yêu thì bạn muốn đối phương của mình làm cho mình và ước nguyện của bạn điều gì nhất với đối phương, là với chồng của mình muốn làm cho mình điều gì nhất, yêu mình trọn đời hay là đưa hết bên tiền cho mình hay là lãng mạn hay là quan tâm hay là chung thủy, điều gì mà Chim Oanh muốn cái nhất? Câu mà yêu trọn đời thì yêu trọn đời thì ai cũng muốn hết nhưng mà thật sự là không ai làm được hết. Có mà, có người có làm được, có chứ. Mỗi ngày nhưng mà nếu mà một điều Chim Oanh pick điều gì muốn cái muốn người chọn một điều bây giờ năm người luôn muốn một điều trong Valentine. Ok, kính thưa tất cả khán giả đang lắng nghe, chắc chắn Valentine của chúng ta, chồng hay vợ, vợ hay chồng, người yêu hay là người bạn đang yêu nhau, mình chỉ có được một điều ước thôi. Một điều đó là mình muốn nhất trong đời. Đó là gì? Nếu mà người yêu của mình muốn sao, người chồng muốn sao, sau đây 5 người, mỗi người một ý sẽ nói cho tất cả khán giả biết nguyện ý nguyện của họ như thế nào, không biết một trong 5 người đó có giống như là quý vị đang muốn không. Vậy thì Kim Trang đầu tiên sẽ hỏi May, May muốn điều gì nhất trong Valentine cho người chồng của mình? Là ước cho mình. Mê thì ước là ông xã không phải là không có cần phải có tiền hay là không có tiền hay là mua nhẫn mua gì đâu, mà khe mình quan muốn tâm. Gì quan tâm yeah. Mình trời, mình muốn ăn gì thì chạy ra mua cho mình ăn. Mình muốn một điều ước thì chị nhiều điều ước quá. Mình thích ăn gì thì mua cho mình ăn. Quan tâm quan tâm quan tâm cái chuyện nhỏ nhỏ không cần nhỏ thôi, không cần lớn. Đúng rồi, tức là một cái quan tâm đó là của một người phụ nữ thật tình. Có nhiều người đàn ông đi làm về chỉ có biết đưa tiền mà quên mất những cái sự nhỏ nhặt đấy, thì đây mê là ước là sự quan tâm của người đàn ông. Vậy thì còn Chim Oanh, vậy như thế là mình đi ra ngoài đi đâu mình trong xe đó, mình ngồi xong rồi thì mở cửa cho mình đi đâu là mình ăn cái gì thì lấy cho mình ăn, đi party đó lấy cho mình ăn, cái chuyện nó nhỏ nhỏ đó mà to me là nó touch me, nó cái gì Kim Trang nghĩ như thế là May nói rất là đúng. Tại vì bạn có làm rất là nhiều tiền hay bạn có gần gũi nhưng mà bạn thiếu những cái chi tiết nhỏ như mở cửa xe hay là mang những... Trang nghĩ hồi xưa khi bắt đầu chúng mình yêu nhau, chúng mình cũng bắt đầu yêu từ cái nhỏ nhỏ đấy, đúng không? Thì thành ra là quý vị hãy nhớ rằng là ngày mai bắt đầu mở cửa xe cho vợ nha. Cái đó là ga lăng lịch sử. Ga lăng lịch sử. Ok, vậy là cái ga lăng và cái quan tâm là May muốn. Vậy còn Chim Oanh? Còn Chim Oanh muốn là thương yêu và chung thủy. Rồi, đó là bạn có ga lăng nhưng mà bạn không chung thủy thì Chim Oanh cũng không muốn. Đúng rồi. Vậy còn Ashley? Thì Ashley cũng dĩ nhiên là muốn là cái người đó lúc nào cũng
trung thành với Ashley và thông cảm cho Ashley. Đó là muốn sự thông cảm và cùng hướng. Rồi còn Ivy? Ivy thì thích thông cảm là cái hàng đầu rồi. Và hiểu nhau và nhìn nhau. Tức là phải dung hòa, là phải nhịn nhau và phải bỏ qua những lỗi lầm nhỏ nhặt của nhau. Thì đó là Ivy ước muốn, tại vì trong đời của mình người ta nói bát đĩa nó còn xô nhau, huống chi là tình cảm vợ chồng giữa con người. Vậy thì bốn điều ước: quan tâm, chung thủy, lãng mạn và bỏ qua những điều nhỏ nhặt cho nhau. Đó là những điều ước rất là dễ thương của các bạn của Kim Trang. Và Kim Trang sẽ trở lại với tất cả mọi người sau các nhà bảo trợ. Cảm ơn mọi người đang theo dõi chương trình của Kim Trang Show với Happy Valentine. Xin kính chào toàn thể khán giả của đài SDT 57.11. Và đề tài Happy Valentine cũng đã xong. Bây giờ tới vấn đề thời sự. Trong cuộc sống của chúng ta, cái gì cũng xảy ra xung quanh cả. Và hai cái tin hot nhất mà tất cả mọi người đang rất rất quan tâm, đó là rạng sáng 27 tháng 1, truyền thông thế giới đồng loạt đưa tin Kobe Bryant và con gái Jana qua đời sau tai nạn rơi trực thăng. Chỉ vài sau khi báo chí thông báo thì đã thiệt mạng cùng con gái 13 tuổi và 7 nạn nhân khác. Thì trên các mạng xã hội Twitter, Facebook và Instagram đã có rất nhiều lời chia sẻ đẫm nước mắt. Theo chia sẻ của những phi công, chiếc máy bay của Kobe đã gặp vấn đề về sương mù. Họ đã cố gắng bay qua đám đông và chiếc máy bay xấu số đã điều khiển trên không trung trong khoảng 15 phút trước khi được hướng dẫn bay về phía bắc. Một phi công tại Los Angeles cho biết rằng phi công điều khiển chiếc máy bay của Kobe đã cho máy bay ở độ cao quá thấp. Sau đó từ 381m lên tới 680m quá nhanh, đã khiến động cơ phát nổ. Cuối cùng chiếc trực thăng đã lao thẳng xuống sườn núi với tốc độ 283 km/h. Cũng theo những phi công lão luyện cho hay, nếu xử lý mọi thứ chậm hơn, người điều khiển chiếc trực thăng có thể đã không để tai nạn thương tâm này xảy ra. No, feel so sad. Và cái này cũng ngay trong cái ngày diễn hành Tết Việt Nam mình, hình như ngay cái ngày đó là ngày mùng 2 mà gọi là sương mù. Hồi đấy người ta muốn có 3 phi công nhảy xuống, nhưng như chắc nghe tin không dám nhảy luôn. Thì bây giờ mọi người nghĩ làm sao về vấn đề này khi mà gọi là Kobe Bryant mà gọi là tự dưng hứng lên trong một ngày trời sương như vậy mà lại đi máy bay như thế cùng với con gái của mình. Thì bạn nghĩ làm sao về vấn đề này, có phải là cái số không? Chắc cũng là một cái số, nhưng mà theo Ashley được biết thì tại vì cái ngày này là cái ngày basketball day của con của gái. Kobe Bryant. So đây tổng cộng 9 người là bay vô cái chỗ đó để đi dự cái basketball của con gái, mà he là coach. Nên nhưng mà nói là sương mù, nhưng mà nghe nói là cái pilot nó được special permission ở when he gọi ở đâu nó cho đi, nên he mới lái đi đó. Mà không biết tại sao là nó approve, nó cho đi với cái sương mù đó. Thì chàng nghĩ rằng là cũng có người lái trong sương mù đó, nhưng mà họ đâu có chết, đúng không? Thì nhưng mà cái vấn đề rằng là cái số của mình có thể tới bất cứ lúc nào. Vậy thì Chim Oan nghĩ rằng là nếu mà bạn trong trường hợp Kobe, trong trường hợp dày đặc như vậy, bạn có dám đi trong trường hợp sương mù đó không? Chắc Chim Oan không dám đi đâu. Mình phải lo cho cái cuộc sống của cái life của mình trước. Thì bỏ một cái cuộc của con gái thì cũng là tiếc, nhưng mà mình thấy sương mù dày như vậy, mình phải cảm thấy là mình cái cuộc sống của mình nó quan trọng hơn, mình phải coi như vậy. Chính vì vậy mình phải nên mua bảo hiểm. Vâng, cuộc sống của mình lúc nào cũng cần có cái sự bảo hiểm, mà cái bảo hiểm của chúng ta lúc nào nó cũng vây quanh mình cả. Bảo hiểm, người ta nói trong đời của mình có những thứ mình cần phải chi trả. Nhưng mà nếu mà nói về bảo hiểm ấy, thì chúng ta rất là cần phải nói về vấn đề là bảo hiểm về nhân thọ là cái chính. Hoặc là bảo hiểm về căn nhà của mình, Xe nhà. Hoặc là bảo hiểm về business của mình. Business, tại vì có nhiều người ta không có mua đâu. Người ta đánh liều, nhà trả óp rồi, không mua, tại tôi trả rồi. Mà họ không biết được rằng là cái nhà mình trả óp rồi mà lỡ động đất hay là gì á,
là mình sẽ mất trắng, hoặc là cái bảo hiểm của nhân thọ của chúng ta mà nếu mà chúng ta không mua thì khi mà mình mất đi rồi, con cái, vợ con ở lại sẽ rất là cực khổ khi mà không có một cái số tiền mà gọi là tương quan cho mình khi mà mình đang còn sống. Và quý vị nếu muốn mua những thứ life insurance hay là nhà cửa hay là business hay là xe cộ gì, hãy liên lạc ngay tới California Insurance của Kim Trang đây. California Security đó có hai chi nhánh, một là ở trên Ontario và hai ở dưới Garden Grove. Nếu mà giống như Chi Mon On cũng đã gọi để mà quote những cái giá rất là đặc biệt, tại vì ở hãng California nó có tới 50 hãng khác nhau, mà tất cả những cái hãng mà tốt nhất mà gọi là uy tín sẽ lựa cho bạn nó hợp với cái hoàn cảnh của bạn. Tại vì có những hãng mình mua mình bị accident hay là bị gì cao có nó lên giá vút à, nó không nhận. Và nhất là mình đã quen ở một nơi mình không có muốn sự thay đổi, mình cứ để như vậy, mặc dù nó lên hay gì mình cứ để như vậy. Mà nghe nói Chim Oanh được code của anh John rất là special. Chim Oanh vừa mua xe là gọi anh John dương anh lên. John từ California Insurance đúng đó vậy. Quý vị hãy gọi số phone rằng là 909-986-7322, 909-986-7228. Cuộc sống nó là thế, vấn đề nhà của bạn cũng vậy, hoặc là bạn đi xe, bạn bị ticket nhiều, bạn bị DUI, hoặc là bạn có một cái special, bạn làm về ngành thầy giáo hay là engineer, thì những cái phần trăm từ 20 cho tới 25% bạn sẽ được discount, thì bạn sẽ lấy cái discount đó, bạn hãy mua cho cái life insurance của bạn giống như là free vậy. Đó là cái mà Kim Trang giúp cho bao nhiêu người. Còn ngoài ra khi mà các bạn không biết về insurance, khi mà các bạn chỉ mua chỉ có cover 25-500 ngàn thôi, các bạn tưởng là tới đó mình yên phận, không có đâu. Tài sản của chúng ta nhiều lúc còn hơn thế nữa. Đôi lúc một cái gì nó xảy ra rất là nặng, nó tới bạc triệu lận. Thì chúng ta nếu mà có cơ sở, có nhà nhiều, chúng ta cần phải mua thêm một cái bảo hiểm gọi là đó là umbrella. Để mà nó cho cover, bao gồm hết tất cả, vâng, phải không? Sau khi bảo hiểm nó đền ra từ 250 tới 500 ngàn maximum thì từ đó họ mới cover cái bảo hiểm. Hiểm sau cái phần đó nữa thì quý vị mới cảm thấy an toàn được. Giống như quý vị mua một cái phone, nếu mà Trang khuyên quý vị mua một cái phone mà gọi là hay là bất cái gì mà có bảo hiểm chỉ có một số tiền nhỏ, quý vị cũng nên bỏ ra. Tại vì Kim Trang cũng mua phone cũng mất mất rồi xong cũng chỉ có trả 100 đồng tiền deductible rồi chúng ta lại được nguyên một cái phone mới, tại vì mình không biết cái gì nó xảy ra cả. Đúng vậy. Yes. Thì trong khi anh John Dương bán nhiều về vấn đề cơ sở thương mại, nhất là tiệm tóc và tiệm hair, quý vị trả rất là cao. Nhưng mà cái căn bản của một tiệm nail nó chỉ từ 400 cho tới 500 cho một năm cho quý vị thôi. Một năm hả? Wow, một rẻ năm tiền bảo hiểm. Thành ra quý vị hãy gọi cho anh John với số phone 909-986-7322 và số phone 909-986-7228. Cái này là đúng trường hợp luôn Kim Trang, tại vì đó giống như cái máy bay mình đâu có biết được. Đúng rồi. Kobe chết bất ngờ, nhưng mà rõ ràng chắc là thấy nào Hy cũng có life insurance thôi, tại vì là người nổi tiếng và giàu có thì Hy bắt buộc phải mua. Mình nè, bây giờ nè, mình người thường mình đâu có biết ra đường mình đụng một cái mình chết đâu, phải mua bảo hiểm liền tức khắc. Đúng rồi, cuộc sống của chúng ta đôi lúc khi mình mua life insurance mình cũng phải kỹ lưỡng, phải không chị Mây? Mình mua 12, có nghĩa mình mua của những agent người ta không có giải thích kỹ cho mình đâu. Mua tới 15-20 năm sau tự dưng nó ngưng, bảo hiểm lên vút không đóng nữa, mình mất trắng. Tại vì người ta không có giải thích cho mình ngay từ đầu. Đó là quan trọng. Rồi cái thứ hai, hoặc là mình đang mua mà mình muốn đổi một cái chương trình khác cho an toàn mình hơn. Bây giờ còn có những cái chương trình người ta gọi là gì, biết không, mình lấy tiền ra khi mình đang còn sống được nữa chứ không phải chờ tới chết. Và cái bảo hiểm đó là giống như khi mình mua, mình có bị cancer hay mình bị bệnh hay là mình không làm việc được, mình có thể lấy tiền ở trong đó ra xài. Without penalty? Yes. Cái đó là kêu là nudity phải không Kim Trang? Vâng. Cái đó là nudity phải không? Đúng rồi, những cái bảo hiểm nó có rất là nhiều dạng. Bạn có thể mua term này, mua whole life này, hoặc là có thể mua for retire cũng có luôn, hoặc là mua theo cái dạng mà gọi là cho bản thân mình và kèm theo cho con nhỏ của mình nữa. Thì tí nữa Trang sẽ trở lại với tất cả các bạn với chi tiết về insurance sau các nhà bảo trợ và các nhà quảng cáo. Cảm ơn tất cả mọi người đang theo dõi chương trình Kim Trang Show.
Kim Giang trở lại với chương trình của đài SET 57.11 và tin nóng hổi mà tất cả mọi người đang rất là quan tâm, có một có sự sợ sệt ở trong đó là vấn đề virus corona. Các liệu dữ liệu chính thức cho thấy nền kinh tế Trung Quốc bắt đầu lao đao vì ảnh hưởng của dịch vụ virus corona xuất phát từ thành phố Vũ Hán. Theo tờ CNA ngày 27 tháng 1, loại virus trên lan rộng rất cao ở Trung Quốc, cao ở cấp khu vực và cao ở cấp toàn cầu. Virus nó bắt đầu tàn phá kinh tế Trung Quốc. Theo tài liệu là số lượng chuyến bay thương mại trong ngày Tết ấy, thì bị rụt giảm 42%. Wow. Vào tổng thể giao thông toàn quốc trực dấp 29%. Kinh khủng. Trên những truyền tải của clip nhỏ hơn 50 triệu người bị cách ly á, giống như mấy cái clip nhỏ về mười mấy ngàn người chết chứ không phải mấy trăm người chết giống như là người ta thông báo. Và hàng loạt hãng hàng không lớn trên thế giới hủy hoặc thì các chuyến bay tới Trung Quốc với lý do là virus Vũ Hán ngày càng phát triển trầm trọng. À, virus này cũng có thể là nó đã xuất hiện từ nhiều năm trước ở từ một loài động vật người ta nói có thể là rơi và có thể cũng đã lây sang một số loài sinh vật khác trước khi lây cho con người, không phải là điều gây ngạc nhiên cho giới khoa học. Nhưng mà cũng có người nói về nguyên nhân gì khi các bạn đọc trên tin tức May vừa nói là có thể nguyên nhân gì nữa nhỉ? Tại vì cái loại virus này nó cũng thể phát xuất từ cái gì? Giống như là May vừa nãy nói là Trung Quốc chế biến khoa học. Chemical. Cái đó là I'm not really sure. So Theo suy nghĩ của chị thôi, chị có thể nói. It's from the virus để xài để giết âm mưu một cái gì đó. Nhưng mà nó bị lích ra rồi xong từ đó nó mới lại phát triển. Bây giờ nó rải khác là nghe nói bên Hồng Kông, Malaysia, Singapore, Thailand, everywhere nào. Đúng ở rồi. Việt Nam có và bây giờ mới sáng nay. Hình như qua Việt Nam luôn rồi. In Paris cũng có rồi vài người. Every country have a one. Và cái loại này nó rất là kinh khủng, tức là nó không có cho mình biết cái triệu chứng. Giống như cái này nó là nó cũng triệu chứng là cold, mấy người cái nó không biết triệu chứng. First of all, nó không có start. Rồi nó bị cái nó con mắt nó chảy máu mắt ra. Có một tin nóng hồi sáng nay, có một người bạn thách cho Trang nói rằng là ở Fountain Valley đã có một người bị rồi. Và bị ở ngay ở Irvine mình. Thì nghe nói là đi ở Kaiser Irvine đó. Đúng rồi. Nhưng mà người đó mới đi Trung Quốc về đúng không? Hồi sáng này. Nhưng mà cái công ty she làm she là ở Dubai và nghe nói là squad và tất cả mọi người tới là block hết cái building đó tại vì cái máu mắt nó đã chảy xuống rồi. Oh my god. Mà Ashley cũng search trên mạng là bây giờ nó đang ngăn chặn, nó đang tìm một cái vaccine để bào chữa, để chữa trị cái virus đó. Mà nghe nói là cái cách thử nghiệm là từ 3 tới 6 tháng lận. Nó mới ra một cái vaccine mà bây giờ mọi người đang bị infected, rồi xong bị chết, rồi chờ 3 tới 6 tháng rất là lâu Kim Trang ơi. Nhưng mà mình chẳng có lối nào khác ngoài vấn đề chờ đợi cả. Nhưng mà Trang có nghĩ rằng là đời có nhiều cái người ta cũng gọi là nhân quả ha. Đôi lúc Trung Quốc người ta nào là đi xuống Việt Nam của mình chiếm đất chiếm đai khủng bố tùm lum rồi qua Hồng Kông rồi bây giờ bị xít về kinh tế bên xứ Mỹ rồi bây giờ lại bị thêm một cái bệnh dịch nữa. Trang tin là chắc nó có. Nhưng mà nó xấu, nó bị nhân quả nhưng mà nó bị lây qua mình. Nó lây khắp toàn thế giới của mình đó. Cuộc sống thì chúng ta nghĩ rằng là cái chết bao giờ cũng đến trước mắt. Vậy thì bạn nghĩ làm sao? Nếu ngày mai bạn chết, tâm hồn của bạn, tình thế của bạn nó như thế nào? Bạn Ashley có cảm thấy hối hận điều gì không? Nếu mà ngày mai bạn chết, Ashley phải nhanh chóng đi ra mua bảo hiểm life insurance Kim Trang nữa. Để phòng hờ. Phải mua liền á. Bây giờ nghe hai trường hợp của Kobe với lại nghe trường hợp cái virus này á, nghe Ashley sợ quá. Nên phải ra văn phòng của Kim Trang
mua bảo hiểm ngay lập tức. Trang nói cho tất cả các khán giả của đài nghe và tất cả mọi người, nhất là người Việt Nam của chúng ta hay chắc chiêu để dần tiết kiệm tiền. Nhưng mà cái cách nhanh nhất mà để an toàn cho mình đó là mua bảo hiểm nhân thọ. Bảo hiểm nhân thọ thời xưa họ mua họ phải chờ tới 2 cho tới 3 tháng. Rồi phải lấy sức rồi khỏe nữa, lấy phải máu không? Sức khỏe để cho hay cho. Mà bây giờ có một cái chương trình của các hãng dự mua hàng rất là tốt, Kim Trang đã làm qua. Và 15 năm kinh nghiệm ở trong nghề, thì ra Kim Trang với cả văn phòng biết là rất là rõ bạn dành cho trường hợp nào. Và bây giờ cái life insurance bạn cũng chẳng cần phải thừa máu, có khi chỉ có 1 cho tới 2-3 ngày thôi, nó approve liền. Trong 30 ngày bạn bị gì là người ta trả cho bạn liền với số tiền nó mang theo từ 1 triệu cho tới 5 triệu đô la. Trong khi đó quý vị chỉ trả một số tiền rất rất là nhỏ để đóng. Nhưng mà Ashley cũng có thắc mắc, thí dụ mà không lấy máu làm sao biết cái người đó healthy hay là không healthy, Kim Trang? Người ta check ở trong cái social security, là người ta check all cái record của mình. Nếu mà sức khỏe mình tốt chỉ có một ngày trước ngày sau là nó approve liền. Còn nếu chúng ta có những cái trường hợp gì khó quá thì bắt đầu nó mới bắt mình phải đi khám lại và lấy máu. Cái đó nó đã giúp cho rất là nhiều người. Và cái trường hợp này nếu mình bị bệnh hay bị một cái gì đó thì tự dưng mình cũng lấy ra mình xài cho cái bản thân mình được. Còn mình không lấy ra thì mình để lại cho con, cho cháu của mình, cho gia đình của mình. Lỡ có cái gì xảy ra cho mình, hãy gọi cho Kim Trang. Kim Trang có 2 văn phòng, một văn phòng ở Ontario và một văn phòng ở Garden Grove. Với cả những nhân viên cũng làm việc giúp cho Kim Trang nữa. Thì hãy gọi số phone là 909-910-5725. Quý vị call hay là text 909-910-5725. Kim Trang sẽ giúp cho quý vị, gia đình của quý vị và con cái của quý vị rất là vừa túi tiền phải chăng và đúng nhất để cho quý vị đóng không cảm thấy nghẹt thở và không cảm thấy bị sai khi mà có những cái mà gọi là mà quý vị không hiểu được. Thì chúng ta tiếp tục nói về cái vụ mà gọi là virus corona. Thì theo bạn nghĩ bây giờ chúng ta phải phòng hờ bằng cách nào nhỉ? Ashley biết nè, đeo khẩu trang. Bây giờ bây giờ đeo khẩu trang, bây giờ Ashley lên mạng Amazon sold out hết Kim Trang. Người ta mua hết rồi, tại vì người ta muốn muốn protect sớm, hiểu không? Ra đường là đeo khẩu trang, bây giờ bên đó ai cũng đeo khẩu trang, bên Mỹ là chưa đeo, chưa ra nhưng mà mới bị rồi đó. Thì bây giờ cái tình trạng này chắc nhiều người sẽ mang khẩu trang mà ngay bên cạnh mình, ngay ở Irvine. Thì thành ra Kim Trang nghĩ quý vị đi vào chợ hay mấy chỗ đông người, quý vị phải rất là cẩn thận. Chắc mình đeo từ bây giờ ha. Second hand nữa, cái second nữa là mình phải rất là lúc nào cũng sạch sẽ, rửa tay sạch sẽ lúc nào cũng vậy. Wash. Cái này là nó coming from the air. Mà mình đi đâu nói chuyện đi gần nhau đến những cái chỗ đông người. Bớt cái chỗ mà pho đi. Bây giờ mình phải bớt pho đi. Bây giờ bạn có bớt pho đi không? Trong khi mình party hầu như là Happy Week tổ chức cho bớt đen cho bạn. Supermarket. Oh my god, bây giờ Trang sợ quá. Đem khẩu trang vô party. Vậy là bắt đầu sẽ còn những cái chương trình gọi là khẩu trang design. Chương trình quá vậy, bây giờ mới mua Irvine này this morning. Hai vợ chồng này đám cưới, mấy chục người đứng chung chụp hình đó, everybody wear khẩu trang, it's so funny. Ở bên Trung Quốc hả? Rồi sáng hôm nay mình có bà chị nhắn qua tin cho mình, nói là bắt đầu sáng mai từ 4 giờ đến 7 giờ 30 sáng các bạn nên ở trong nhà, tại vì tin tức nói là nhà nước sẽ rải thuốc để ngừa cho cái căn bệnh đó. Từ mấy mình giờ? Không biết từ có thể ngày mai hả? 4 giờ cho đến 7 giờ rưỡi sáng mai. Sau giờ đó mình còn ngủ. Giờ đó còn ngủ sao mình yên tâm. Cái tin tức đó có đúng không? Nó rời đó chỗ nào? Có tin còn hơn không tin. Nó rời rằng nào? Là tin còn hơn không tin, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Tại vì chúng ta tự dưng mình biết thì không sao, không biết thì không sao, mà biết rồi tự dưng đi ra ngoài để thử coi như thế nào. Không có tốt cả. Chúng ta bắt đầu sáng ngày mai hoặc là sáng ngày mai ngày mấy nhỉ? Có khi sáng cái show này của mình bắt đầu sau này nó mới chiếu. Thì thành ra Kim Trang nghĩ thôi, dù gì chúng ta hãy cẩn thận vẫn hơn. Và nhớ đừng có quên mua The Life Insurance. Hãy gọi cho Kim Trang càng sớm càng tốt, gấp gấp lên. Gọi hoặc là text với số phone là 909-910-5725 hoặc 909-986-7322. Cảm ơn
tất cả mọi người đang theo dõi chương trình của The Kim Trang Show và chúc quý vị một ngày hoặc là vui một ngày và cả một mùa Valentine thật là vui vẻ, hạnh phúc bên người thân và bên gia đình yêu. Một, hai, ba. Happy Valentine! Happy Valentine.